Hello cả nhà. Mấy cả tuần nay mưa quá trời mưa luôn. Mình bị ảnh hưởng cái bão ở bên Florida. Thì mình đi ra nè, mình nhìn nè. Cái chậu xả nó ngã luôn rồi. Dàn bướp thì bữa xém ngã luôn. Hôm qua thì nó xém ngã phải không anh? Lấy đồ tấn lại giống như dàn bầu. Dàn bầu. Kìa, cái xả nó ngã luôn rồi. Rồi đi qua kìa, cái vàng bông đậu biếc nó muốn ngã luôn rồi kìa. Thôi để ra cắt hết bông với lại mình cắt đậu bắp nè. Xong rồi sửa cái vàng vàng đậu biếc ấy nè. Ủa, có mưa xuống đậu biếc đậu bắp nó mau to ghê nha. Ừ. Ra cắt không kịp là nó già, nó mau già lắm luôn á. Cái đó là già rồi đó. Cái già luôn à. Mau quá. Ở đây nè. Cái đó chắc phải làm giống luôn rồi. Để qua đây coi. Còn ở đâu nữa không? Bự quá trời bự luôn rồi. Mình cắt xuống. Đây nè. Bự ghê chứ. Anh bỏ vô cái rổ giùm em đi. Ngoài mình cắt cái này. Còn ở đâu nữa không, mình nhìn cho kỹ. Để em phô nó mau. Bên đây nè. Đâu? Phải đi qua đây. Trong đây nè. Ấy nó sao đánh còn nhỏ quá hả? Được chưa? Cắt được chưa? Muốn ăn thì cắt đi chứ quên. Thôi, trái nó để ngày mai. Mới gieo thêm mấy hộp đậu bắp mới mà giờ nó cũng lên nè. Mưa nó tốt ghê. Hôm nay lên cao được như đây nè. Bữa nay cái hôm qua cũng lên mau lắm. Không biết sao hai cây này lên mau nhất nè. Cây chỗ này nè, không có lên mau. Nhiều khi cái hộp nó bị đèo. Không phải, em nghĩ chắc cái rễ nó không có đủ sâu á, nhìn cái rễ nó lòi lên trên kìa. Ừ. Bên đây hai cây này cũng lên bị đèo sao? Cái cây này cũng bị đèo bị sâu ăn. Nhưng mà gieo chung lần hết á mà có hai cây này to nhất. Cái hộp đậu đũa nó nãy mà mình ăn. Trời ơi, cái vàng đậu biếc của tôi, tội nghiệp quá. Sửa lại rồi đó, mình hái mớ đậu biếc luôn cả nhà ơi. Từ cái ngày mà mình uống cái hoa đậu biếc này á, nó làm mình ngủ rất là ngon nha. Sen của mẹ lá nó hư hết rồi. Bữa giờ mưa cho nên bông nó cũng ra nhiều nè cả nhà. Trong đây mà cái bông này á, mình thấy mình càng hái là nó càng ra nhiều nha cả nhà, cho nên là mình cứ hái đi. Cái này nó nở chưa ta? Nở rồi đây, đẹp quá cả nhà ơi. Con cái nó bò dưới đây nè. Bữa giờ trời mưa cho nên là mình không có xịt được cái thuốc sâu á cả nhà.
cho nên là bữa nay nhìn nó hơi nó hơi bị sâu ha. Thì để bữa nào mà mình có nắng thì mình sẽ xịt thuốc sâu cho nó, nhưng mà cũng không có sao đâu. Nó... cái này nó nở chưa ta? Có bị nghiêng hoài vậy ta? Rồi mình hái được bao nhiêu đây hoa đậu biếc nè cả nhà ơi. Nhìn cái vườn mình nó mấy cái bụi bông á thì nó ngã xuống rồi, sơ sát quá. Dàn mướp thì mình thấy nó cũng thêm được ra trái kìa cả nhà. Đây là bông bông đậu bách nè, đẹp quá ha cả nhà ha. Nó có một cái màu vàng lợt lợt á, rất là dễ thương. Còn ở trong á là nó màu đỏ nhung á, đỏ đậm, đỏ đậm á. Rồi bên đây thì là mình mới bỏ ra những cái cây lá lốt. Còn những cái cây nhỏ nhỏ ở dưới đây á, là mình trồng cải xanh nha cả nhà. Mình gieo cũng 3-4 ngày rồi đó là nó lên rồi nè. Còn ở đây á, ở đây là một cái mình gieo hộp đậu đũa. Đây là mình đã thấy nó nảy mầm rồi nè cả nhà. Thì mình gieo cỡ hình như đâu một hàng này là đâu 4 hộp á. Đó thì mình sẽ coi không biết đậu đũa nó có chịu được cái độ lạnh bao nhiêu. Tại vì ngay ở bên mình á thì nó bắt đầu nó cũng xuống, đổi thời tiết nó hơi mát mát rồi á cả nhà. Rồi cả nhà ơi, mình hái thêm một cái, mấy cái bông hoa dừa cạn ở bên cái vùng bông của mình à. Bỏ vô cái rổ này nhìn nó đẹp dễ sợ luôn á. Rồi mình thích bông lắm luôn á cả nhà. Ok rồi, video của mình tới đây cũng hết nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Nếu thích thì đăng ký kênh của mình ủng hộ gia đình mình nha cả nhà. Bây giờ xin chào tạm biệt. Bye bye.